Ôi các bạn ơi, nước dừa mình đã lấy được chắc được 1,5 lít nước á. Mình sẽ dọn dọn chỗ này đi. Lấy cơm dừa. Cả nhà ơi, mình đã lúc nãy mình đã chặt dừa xong các bạn. Mình đã đổ ra cái ly cái can như vậy. Và mình sẽ chuẩn bị đây là nước cốt dừa nha các bạn nha. Nước cốt dừa mình đã chợ cho người ta ép ép sẵn, lấy nước cốt của nó thôi. Như vậy nó sẽ béo hơn. Đường thì chúng ta chuẩn bị 200 g nha. Đây là dừa nạo. Của mấy trái dừa hồi nãy mình chặt ra đó, nạo. Mình sử dụng bột rau câu con cá dĩa nha các bạn. 12 g, trọng lượng 12 g. 12 g cho 1,5 lít nước là rau câu nó sẽ ngon và vừa. Rồi. Bây giờ bắt tay vào mình làm nha. Các bạn nhớ lọc chúng ta vợt cho nó hết cái cá dơ trong đây. Cái cặn bã, cái cặn dơ của dừa. Sau khi mình vớt xong là mình sẽ sử dụng 200 g đường này và một cái rau câu con cá dĩa. Mình sẽ đổ rau câu vào trong cái đường nha. Tại vì các bạn muốn rau câu nấu mà nó không bị ốc trâu và vón cục á, thì chúng ta sẽ trộn rau câu với lại đường chung vào nha, để cho khi mà đường với rau câu nó sẽ trộn lẫn vào nhau, đổ vào nước nó sẽ không có bị nhẹ quá, nó sẽ tan đều, nó không xong bị vón cục. Rồi, ta sẽ cho vào nồi. Chúng ta vừa đổ vừa quấy nha. Các bạn thấy không? Rau câu nè, nó tan đều, nó không bị ốc trâu, nó không bị vón cục. Mình chờ cho cái này nó nghỉ khoảng độ nửa tiếng nha, cho cái rau câu này nó nở ra. Đây là những cái khay là mình sẽ chuẩn bị đổ rau câu dừa nha. Chúng ta bật bếp lên nhé, bắt rau câu lên. Một gói thì các bạn có thể nấu từ khoảng tầm khoảng 1,5 lít nước là nó vừa nha các bạn nha. Mình sẽ lấy cái vá to này.
chờ cho cái này nó sôi lên nha các bạn nha. Nó sôi lên. Nơi rau cau đã sôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa và chúng ta sẽ vớt mấy cái bột này, cái bọt rau cau này nha, để cho rau cau chúng ta đẹp hơn. Các bạn biết sao hôm nay mình làm món rau cau dừa không? Tại vì mấy ngày hôm nay mình đã làm mấy cái món ăn cho các bạn rồi, bây giờ mình muốn đổi, mình làm rau cau để ăn cho nó mát người hơn ha. Mình tính hôm nay là làm đào ngâm, nhưng mà mình đi chợ và không thấy ai bán đào hết, nên mình về mình làm rau cau dừa. Tại vì dừa nhà mình có sẵn á. Rồi, ta vớt bọt chúng ta bỏ qua một bên ha. Sau đó chúng ta tắt bếp. Rồi, chúng ta lấy một cái nồi sạch khác nha các bạn nha. Một cái nồi sạch khác, chúng ta sẽ sang phần rau cau để chúng ta xíu chúng ta pha cốt dừa này vào làm cái mặt trên nha. Chúng ta sẽ bỏ qua làm cái mặt trên của rau cau ha. Như vậy là vừa rồi các bạn nhé. Để chút xíu thì chúng ta đổ nước cốt dừa vào thì nó vừa ha. Trong khi mà chờ đợi rau cau sôi, mình đã nấu xong nồi canh luôn rồi các bạn ạ. Nấu xong cái nồi canh luôn rồi. Để mình đậy cái nồi canh lại. Một công đôi việc. Rồi, mình sẽ để cái phần này lên đây. Rồi mình sẽ đổ cái nước cốt dừa này vào trong cái phần rau cau này các bạn nhé. Em thấy không? Đây là cái nồi, để mình hạ thấp cái camera xuống. Như vậy mình không thấy lắm ha. Đó, chúng ta sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào. Các bạn muốn ăn béo thì các bạn cho hết luôn. Mình thì mình sẽ cho hết. Đây là cái mặt trên nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bật bếp cho nó sôi trở lại nha. Nó sôi hơi sủi tăm mà chúng ta tắt nha. Để khi mà sôi quá là nó sẽ chào cái tinh về cái bột béo cái. Đó, chúng ta sẽ quậy đều lên. Đó, rất là béo luôn nha, rất là ngon luôn. Chúng ta chờ cho nó sôi trở lại nha. Nó sôi sủi tăm trở lại là được. Béo lắm các bạn ạ. Rồi, giờ mình sẽ múc ra. Múc cái nồi này ra nha ơi. Rồi, rau cau nó mình nấu xong phần rau cau trong rồi nha. Giờ mình sẽ đổ ra những cái khay nha bạn. Sẽ đổ ra cái khay. Mình sẽ đổ đều ra mấy cái khay. Đều ra mấy cái khay nha. Đầy là mấy cái khay. Mình sẽ cho vào cái khay bằng thủy tinh nữa, cho dễ thấy nha, các bạn dễ quan sát. Cho một cờ hai bé nè. Rồi, giờ chúng ta sẽ cho cái phần dừa mà chúng ta đã nạo ra. Chúng ta cắt nhỏ ra như vậy. Rồi. Xăng kẽ vào nha. Các bạn muốn ăn nhiều thì các bạn cho nhiều.
đều ra nha các bạn nha. Chúng ta cho nó ra đều ra. Đây là dừa nhà mình đó các bạn. Dừa xiêm xanh. Rất là ngọt luôn. Chính vì ngọt mình cho ít đường. Mình cho chỉ có tầm 200g. 200g đường thôi. Chúng ta đợi cái lớp này nó đông trở lại thì chúng ta vẫn còn nó hơi đông ở dưới hơi và chúng ta chạm thấy nó dính mặt ở trên đó. Còn hơi ấm ấm thì chúng ta đổ lớp thứ hai cho nó khỏi bị bong lớp thứ hai, còn tách rời nha các bạn nha. Thì mình sẽ cho hết vào, chia đều ra, cho hết vào cái phần còn lại này. Chờ cho nó nguội thôi. Xong. Mình sẽ dẹp lại chỗ này. Đó. Bạn thấy chưa? Bạn quan sát được chưa? Đó là phần rau câu. À, rau câu nhà làm nha. Rau câu nước, rau câu dừa nha các bạn nha. Lúc đầu mình có tính làm thêm lá dứa, nhưng mà do là mọi người không thích lá dứa, không thích mùi của nó nên thôi, mình không có bỏ vào nấu, nên mình chỉ nấu nước dừa không thôi. Bây giờ chờ lớp thứ hai nha. Thứ hai, lớp thứ nhất đã hơi đông đông rồi các bạn nha. Giờ tiếp tục mình sẽ nấu lớp thứ hai. Bật bếp lên và cho lửa sôi trở lại, sủi tầm trở lại. Cho vào trong đây một ít sữa đặc nha, sữa con bò, à sữa ông thọ. Tôi sẽ cho ít vào thôi, cho nó béo. Giờ chúng ta sẽ chờ cho nó sôi sủi tầm trở lại là được nha cả nhà nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ rau câu này chúng ta chạm nhẹ thấy nó hơi dính đây nè, nó đông ở trên bề mặt rồi nè. Đó là chúng ta sẽ đổ cái lớp thứ hai vào nha. Chúng ta đổ nhẹ nhẹ thôi nha, để cho cái hai cái lớp nó không có bị lẫn lộn hoặc chèn vào nhau nha. Mà lẫn lộn vào nhau thì nó cũng đẹp các bạn ạ. Nó vẫn ngon, nó có béo của dừa, phần trong trong của nước dừa. Tập đổ cái lớp thứ hai. Thank you.
bỏ tủ mát, chờ nó nguội bỏ tủ mát là xong rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại ai, bye bye. Cả nhà ơi, sáng giờ mình đã làm xong cái rau câu rồi. Hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau nha. Hôm nay video của mình tới đây thôi. Cái này chờ cho nó đông lại, bỏ ngăn mát và thưởng thức thôi. Bye bye, chúc bạn thành công.